Dạ anh ơi, em tới rồi nè. Anh cứ đi từ từ nha, không sao đâu. Dạ. Bàn hợp đồng mà đòi gặp chủ tịch nữa. Ủa Yến, đi đâu vậy? Ủa, bà đi đâu vậy? Tôi có hẹn với khách hàng. Tôi hẹn cà phê với bạn. Ủa? Ê, nếu mà bạn chưa tới thì ngồi đi thương thảo hợp đồng với tôi luôn đi. Khách hàng lớn á. Đợi. Nghe điện thoại cái đợi tôi xíu nha. Chào em. Dạ, chào anh. Hôm nay anh hẹn em ra đây á là để nói về cái vấn đề hôm trước đó. Nhưng mà anh muốn có mặt cả ba bên để mình cùng nhau chia sẻ cái gói hợp đồng này. Ba bên? Không phải hồi trước anh nói với em là bên em sẽ tiếp nhận cái hợp đồng này hả anh? Anh nói thật nha, bên em á vốn đầu tư thì quá ít. Anh sợ á, bên em không đảm bảo được á, những cái thiệt hại, những cái sự cố xảy ra. Rồi những cái thiệt hại lớn á, bên em sẽ bị vi phạm vào hợp đồng. Thành ra cái điều này á, anh rất là đắn đo, rất là ngại. Rồi trùng hợp á, có bên cái công ty Oxin Thứ Thiệt cũng gửi cho anh cái hồ sơ đòi đấu thầu. Anh cứ nghĩ á, là cái thông tin này á, là bên em cho họ đấy chứ. Dạ không, bên họ với bên em là đối thủ. Làm sao em đưa thông tin khách hàng cho họ được anh? Như vậy thì lạ quá. Nhưng mà không sao. Hôm nay á, tôi có hẹn sếp bên công ty Oxin Thứ Thiệt á, ra đây. Rồi ba bên gặp gỡ với nhau. Lúc đó tôi sẽ quyết định chọn bên nào để ký hợp đồng. Dạ. Cô chờ tôi chút xíu nha. Từ hồi nãy giờ tôi gọi cái chục cuộc luôn không nghe máy. Làm ăn kiểu này chết rồi. Vậy chắc là tí họ sẽ tới á. Anh cho em phép trình bày chút luôn nha. Thôi được rồi, bây giờ trong khi chờ cô cứ trình bày bên cái dự án của cô. Dạ, em gửi anh hồ sơ. Anh ơi, em trình bày tiếp được không ha? Thôi được rồi, nãy giờ cái phần trình bày của em á rất là tốt. Dạ. Anh rất là hài lòng. Nhưng mà chờ anh chút xíu nha. Dạ. Tôi đi nha, bạn tôi tới rồi. Bị chưa? Chị đếm 1, 2, 3. Anh Quang xuất hiện một cái là chào liền nghe không? Anh Quang xuất hiện! Chào! Đúng rồi! Đều lắm nha! Cái đập đỡ! Đúng rồi! Tiếp tục! Ê! Làm gì vậy? Ủa anh ơi! Đây là nghi thức chào hỏi với lại khách VIP! Trời, nghi thức gì em? Làm vậy có thấy bị lố không? Ủa, em thấy lịch sự mà. Không, lố lắm, nghĩ sao? Trời ơi, lố lắm không hả? Được, em ơi, khách VIP, khách VIP người ta là càng đơn giản càng sang trọng. Không có nên vậy, người ta cười vô mặt đó, hiểu không? Em làm vậy nè, là người ta coi thường công ty của mình đó. Ai biết đâu, nãy giờ tầm tiếng đồng hồ mới được cái động tác này á. Thiệt luôn á, hành mấy đứa nhỏ ở đâu á. Thôi nè, con bé với Hường, vô trong đi. Khi nào anh với chị á, có cần cái gì gọi cái chạy ra nha. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy không biết. Cũng được mà ta, anh quá thiệt.
Không không, anh cảm giác là không ổn rồi. Anh cảm giác sao nha? Anh cảm giác cái không khí bây giờ nó đang rất là nặng nề. Hai đứa đang bị căng thẳng lắm đúng không? Thôi bây giờ như vậy. Bây giờ anh quyết định như vậy nè. Một tí nữa anh Quang tới. Anh Quang tới, anh sẽ là cái người đứng ra nói chuyện với anh Quang nha. Bị điên hả? Đâu có gì điên. Em ơi, anh biết là hai đứa chưa có kinh nghiệm. Tụi em chưa bao giờ tiếp xúc với những cái khách VIP, khách lớn, khách VIP. Bây giờ em chưa có kinh nghiệm, anh không thể nói chuyện được với người ta. Em hiểu không? Em nói chuyện một tí hồi em sẽ bị rối. Em bị rối em nói tầm bậy tầm bạ. Cái là chết luôn, mất luôn cái hệ thống. Nãy giờ có một mình anh căng thẳng à? Không ai căng thẳng hết trơn á. Làm sao? Trời anh ơi, đây là công ty của tụi em thì anh để tụi em làm đi, tự nhiên anh đứng ra nói chuyện làm chi? Ông, anh đang cảm giác là anh lo lắng cho hai đứa, hiểu không? Hai đứa không thể làm. Anh là bạn trai em, anh phải ủng hộ em. Đây là cái cơ hội để em thể hiện tài năng của mình. Ừ, đúng không Quỳnh? Em thấy Mai đúng đó nha. Dù sao ở đây cũng là công ty của tụi em thì anh cứ để cho Mai nói chuyện đi. Rồi ví dụ như tình hình mà nó nguy quá em nhìn vô trong em búng tay một cái xong mén Dương Hường nó thỉnh ra đi liền. Ủa, vậy là từ nãy giờ bắt nhốt ở trong đó luôn hả? Thì để lại là vậy á. Không, cho đứng ngoài đây em giám sát đi. Anh coi tình hình không ổn, bắt đầu anh nhảy ra liền. Để mà tụi em còn kịp ứng phó, hiểu không? Mày vậy? Nếu không ổn á, anh truyền cho em một cái năng lượng tốt. Tập trung vô, làm việc thật tốt nha. Trời, anh bị cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cha. Công ty nha. Làm gì kỳ quá à? Có đâu kỳ. Thì Mai đang bị căng thẳng, chưa biết làm việc là khách hàng sao, thì tôi truyền cho Mai một cái năng lượng tốt để làm việc. Tức là tụi tôi đang yêu nhau mà, đúng không Quỳnh? Không. Sao vậy? Ai biểu anh cử anh Thiện của em đi công tác ở Mỹ làm chi? Bây giờ này em đang cô đơn nè. Em thấy nè em cũng tức chứ bộ. Ừ, nhớ đúng không? Hay quá à. Ủa? Mà hôm nay kêu em về đây có chuyện gì vậy? Tôi thấy mọi người... sắp có khách lớn hả? Chưa biết gì luôn hả? Nè, một chút nữa anh Quang sẽ qua cái công ty ô xin quốc dân của mình nè, để mà tham quan, khảo sát coi cái năng lực của mình có đủ để mà hợp tác với bên đó hay là không. Đây, anh nói nè. Nghe nói đó nha, là bên công ty ô xin thứ thiệt á cũng đang săn đón ông ta dữ lắm à. Vậy hả? Với lại dù sao á, bà cũng là cổ đông sáng lập công ty. Không lẽ mỗi lần có việc á, bà cứ vắng mặt hoài coi sao được. Ừ, nói vậy nghe cũng vui á. Hồi đó giờ đâu có ngờ là mọi người coi trọng cái sự có mặt của tôi dữ vậy. Anh Hoàng tới rồi đó. Tôi nghe điện thoại chút xíu nha. Alo. Anh dùng trà. Cảm ơn em. Sở dĩ mà anh quan tâm bên công ty bên em á là vì anh thấy tụi em trẻ mà năng động, chịu khó, chịu cực, giỏi. Anh tới đây thì thấy cái công ty của em và cái cách làm việc của tụi em á, anh rất là an tâm. Dạ, được công ty quan tâm tụi em mừng lắm. Cho nên là tụi em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Em gửi anh xem qua hợp đồng. Em à, theo như thỏa thuận á thì bên em á phải đầu tư trang thiết bị, vốn đầu tư á, thì cao hơn thì hai bên mới có thể ký hợp đồng. Anh hy vọng á, là bên em sớm hoàn tất thủ tục pháp lý. Dạ. Còn một điều này á, anh tiết lộ một chút xíu với tụi em là bên công ty ô xin thứ thiệt á, họ cũng rất có tiềm năng. Nhưng mà khi làm việc bên đó, họ không đưa giám đốc họ ra làm việc với anh. Và cái cách làm việc của họ đó thì anh cảm thấy anh không hài lòng lắm. Cho nên anh đã chọn bên tụi em. Nhưng mà tụi em cũng phải cẩn thận. Vì bên đó đó họ tuyên bố rằng những gì mà bên ô xin quốc dân làm được thì họ cũng sẽ làm được. Cho nên tụi em phải cẩn thận. Và cố làm việc cho tốt nha. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tụi em. Là phải nâng hạn mức đầu tư trên giấy phép kinh doanh rồi. Bà Quỳnh, sẵn mà bổ sung thêm chức vụ giám đốc đi. Đã tới lúc công ty ô xin quốc dân cần hệ thống phân cấp lãnh đạo chuyên nghiệp rồi.
Nếu như còn coi trọng vị trí cổ đông của tôi trong công ty thì tôi phản đối hợp đồng của anh Quang lần này. Gì vậy? Ủa? Mấy bà suy nghĩ đi. Cái gì quá dễ dàng lại càng nguy hiểm. Tôi không cảm thấy an toàn trong lần này. Bà cho tôi một lý do hợp lý hơn đi. Chỉ dựa vào sự bất an của bà thì không có cơ sở. Lý do hồi nãy là khách quan. Bây giờ tôi đưa lý do chính đáng nè. Tôi sẽ không góp thêm vốn đầu tư nữa. Được. Vậy thì tôi sẽ là người tăng vốn đầu tư. Và bà chỉ còn là thành viên cổ đông. Bà sẽ không có bất kỳ một quyền quyết định hoạt động nào của công ty. Ê! Ủa? Mấy bà tưởng tôi là con nít hả? Đang gài bẫy tôi hả? Tùy bà nghĩ thôi. Tại vì tôi thấy là bà không có bất kỳ một trách nhiệm nào với công ty hết. Ủa? Vậy là có quyền thuận thế đẩy thuyền hả? Nè, tôi nói thẳng nha. Cái số tiền mà tôi đã góp vào ban đầu á thì tôi cũng có quyền trong công ty này đó. Nè, bà sai rồi Yến. So với số tiền lãi ròng hàng quý bà rút ra tiêu xài một cách hoang phí á, thì hiện tại người đầu tư đứng phía sau Mai là tôi. Bà rõ chưa? Vậy là hai bà cũng dự trù hất tôi ra khỏi công ty rồi hả? Nè, đang ép tôi vào bước đường cùng đó. Cái gì cũng có lý do của nó hết á. Thẳng thắn với nhau một lần đi Yến. Bà chưa bao giờ chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo công ty với tụi tôi hết. Tụi tôi cũng quá chán nản khi chờ đợi sự tự giác từ bà rồi. Tôi nhắc lại, tôi không phục. Đó là chuyện của bà. Quỳnh, đưa cho tôi giấy chứng minh nhân dân đi. Tôi sẽ nói bên kế toán làm thủ tục pháp lý bổ nhiệm chức giám đốc cho bà. Ủa, chứng minh của tôi đâu ta? Gì vậy? Sáng tôi có đi ra ngân hàng rút tiền, nhớ bỏ lại trong đây rồi. Bà kiếm trên bàn coi tôi có để ở trong đó không? Tự nhiên chứng minh nhân dân của bà làm gì trên bàn? Bà tìm kỹ trong giỏ chưa? Rồi, tôi nhớ là để ở trong đây nhưng mà... Ủa, con nào rớt mất không? Ai biết? Chị Quỳnh. Hả? Em mới làm chứng minh nhân dân của chị nè. Trời, mừng quá. Cảm ơn nha. Ủa mà, em lượm đâu vậy? Thì trong toilet đó chị. Ủa? À, tôi hiểu rồi. Ê, trả lời thiệt đi. Mày là do bên công ty ô xin thứ thiệt cài cắm qua phải không? Mày ăn cắp chứng minh người ta làm gì? Hả mày? Em đâu có ăn cắp đâu chị. Cái này em lượm thiệt. Em lượm thiệt đó chị. Em không có ăn cắp. Nè, mày đừng có giả nai nữa. Nuôi ông tay áo đó nha. Mấy bà cẩn thận đi. Thôi, bà làm gì vậy? Lỡ khi tôi làm rớt, rồi máy nó lụm được rồi sao? Ủa, sao trùng hợp vậy? Trùng hợp cái gì? Nè, mẹ, bình tĩnh. Em không có làm thì không có gì phải sợ. Ngựa rung. Chị nói em nghe nè. Trên cuộc đời này á, có nhiều thứ á còn dễ sợ hơn nữa kìa. Thôi, không có gì đâu. Em nên trở làm việc đi. Làm cái gì mà rung dữ vậy nè? Chị tin em nha chị. Ừ, chị tin em mà. Chị mà không tin em thì... Chị cho em nghỉ việc luôn đi. Thôi, nghỉ việc cái gì? Em phải làm ở đây, biết chưa? Thôi, đi lên trển đi. Không có gì đâu. Dạ. Ừ. Vừa ăn cướp vừa la làng. Nè, tôi đề nghị nên gắn camera trong công ty mình đi. Lỡ có chuyện gì thì không ai chối cãi nữa. Công ty dạo này xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ có vụ mất cắp nữa. Rồi sắp tới xảy ra chuyện gì ai biết được. Bây giờ không ai tin ai được đâu. Nhiều khi giặt ở ngoài còn dễ trị hơn là giặt trong nhà đó. Bà nói đúng lắm luôn á.